Xin chào anh em, đây là MGN Esports. Ở tuần trước, tụi mình đã mang đến cho anh em những pha phỏng vấn đẳng cấp đỉnh cao nhất của Liên minh Huyền thoại Việt Nam rồi, nhớ không? Lần này, MGN sẽ tiếp tục cho anh em thưởng thức một hương vị khác, cũng hấp dẫn không kém các pha phỏng vấn đi vào lòng người. Đó là những cú trash talk cấp độ vũ trụ, đủ sức khiến mọi fan hâm mộ phải ngất xỉu trong sự phấn khích. Dù ở Việt Nam, đa phần các game thủ không được hình thành bản năng gáy giờ như những tuyển thủ chuyên nghiệp tại phương Tây. Dù vậy, đấu trường VCS may mắn khi vẫn tồn tại một số chú thể trash talk, khiến cho ba thần dân xem giải tuyệt đối tôn thờ. Không dài dòng thêm nữa, cùng đến với top các pha trash talk đỉnh cao nhất hoặc một số trận đấu có phần trash talk xứng đáng đi vào ngôi đền huyền thoại nhé. À, lưu ý một xíu là tụi mình sẽ không tính những trận đấu show match nhé. Vì các cuộc đối đầu nó được sinh ra bởi trash talk mà, đưa vào sẽ nghe mắc cửa chịu không nổi. Mở đầu trong danh sách ngày hôm nay, chắc chắn không thể bỏ qua một trong những công thần khai sinh ra bộ môn Trash Talk ở khuôn khổ Liên minh Huyền thoại Việt Nam, Ngọa Long Warzone. Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ khá sớm, từ những năm 2013-2014, nhưng Warzone chỉ thực sự nổi danh khi thi đấu cực kỳ thành công cho màu áo hai chị em Sài Gòn Fantastic Five và Sài Gòn Jokers 2 năm liên tiếp sau đó. Giai đoạn này, Warzone xuất hiện với hình ảnh thư sinh hiền lành, rất phù hợp với phong cách chơi điểm đạm, thường xuyên farm lết đợi trang bị của dân chơi người Đà Lạt. Tuy nhiên, Warzone chỉ thực sự vươn lên trở thành tuyển thủ thuộc hàng xuất sắc nhất Việt Nam vào mùa xuân 2018. Khi đó, Warzone vừa gia nhập màu áo Bạch Hổ EVOS và gần như hấp diêm cả giải đấu bằng kỹ năng thượng thừa số 1 cùng với thân hình lực lưỡng 6 múi. Nhưng đó không phải là những yếu tố quan trọng nhất khiến người ta nể phục và yêu thích Ngọa Long, mà đó là do Warzone 2018 là một Warzone rất khác với độ ngông và chiến rực cháy, trái ngược hẳn với sự hiền lành trước đây. Có lẽ vì khi đó, khắc tinh lớn nhất là Phượng Sầu Optimus đã không còn tồn tại trên bản đồ Liên minh Huyền thoại đỉnh cao, nên Ngọa Long Warzone đã thỏa sức tung hoành, khiến mọi kẻ địch khác từ VCS cho đến cả MSI phải quy phục trước phong thái đéo sợ thằng nào hết không sợ thằng nào hết của Warzone. Và khi thế cao ngút trời đó, Warzone ngoài những pha phỏng vấn đi vào ruột người, còn góp phần lớn giúp phát triển bộ môn phái Trash Talk chi thuật. Bộ môn đã tồn tại từ lâu nhưng chưa lớn mạnh lắm ở Việt Nam. Và một trong những cú Trash Talk đáng nhớ nhất từ Ngọa Long, đó là trước trận chung kết VCS mùa xuân, đối đầu với Gam Hùng Mạnh. Đối đầu với một tập thể đẳng cấp cao, cả về thực lực lẫn tên tuổi như vậy, nhưng Warzone không hề run sợ. Ngược lại, bản tính thích sủa gắt của Ngọa Long cũng được thể hiện bằng một lời khiêu khích nhẹ nhàng gửi tới đối thủ và một lời hứa đậm chất Việt Nam nói là làm. Mobile Marine, Gigabyte Marine. Mỗi khi họ gặp tôi ở các trận thi đấu bô năm, họ đều bị tôi cho ăn hành. Nên trận chung kết này cũng vậy, tôi sẽ nghiền nát họ. Nếu như vô địch, tôi sẽ quay clip hít đất 1.000 cái cho anh em. Việt Nam nói là làm. Xếp tiếp theo trong bảng phong thần, tiếp tục là một cựu thành viên khác của EVOS huyền thoại, máy khâu Quảng Trị Divkid, người từng có một thời gian dài đầu quân cho Bạch Hổ, nhưng trắng tay danh hiệu. Dù vậy, Divkid có lẽ không cần phải quá buồn vì thực chất anh cũng để lại cho EVOS nói riêng và Liên minh huyền thoại Việt nói chung những di sản còn quý giá hơn cả danh hiệu vô địch. Bằng chất giọng đặc trưng và tính cách hề hước, Divkid thường xuyên biến những cuộc khẩu chiến trước trận trở thành sân khấu hài với ánh đèn chĩa thẳng vào anh. Với các pha phát ngôn đỉnh cao đi vào lòng người, Divkid tới nay đã tỏ ra cực kỳ xứng đáng có một ghế vinh dự trong ngôi đền những huyền thoại làng Trash Talk tại Việt Nam. Hiện tại phong độ thi đấu của Divkid ở mái nhà mới Team Flash đang không quá tốt, nhưng mỗi khi nhắc tới trình độ Trash Talk từ máy khâu Quảng Trị, người ta chắc chắn phải kiêng nể vài phần. Giờ thì cùng với MGN xem lại vài cú Trash Talk ở đẳng cấp cao nhất của Divkid nhé. Không phải lúc nào Divkid Trash Talk cất gỏng thì team cũng thắng, nhưng 100% là Divkid đã knock out đối thủ trên bàn khẩu chiến trước rồi. Thậm chí, một số câu phát ngôn của máy khâu Quảng Trị sau đó đã trở thành danh ngôn trong lĩnh vực Liên minh huyền thoại mà ai cũng học hỏi theo. Với việc bổ sung Ducky Win và Scary ở vị trí ba huấn luyện, thì em thấy mùa này Gam đang có một tham vọng rất là lớn, đó chính là chủ hàng. Mấy nhóc mới nhủ VGA, tôi sẽ cho bọn họ quay trở lại với mặt đất. Nhắc về khía cạnh Trash Talk ở VCS mà bỏ qua một cái tên này thì xứng đáng là tội ác cần xử tử. Đó không ai khác là tập đoàn chăn nuôi và xuất khẩu gà công nghiệp Loki Esports, một thời vì cái quá khét. Ở giai đoạn cuối năm 2019 đầu năm 2020, gần như không một tập thể Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp nào trên lãnh thổ Việt Nam có thể làm lại LK ở khoản Trash Talk tổng lực. Vì tại các đội khác cùng lắm chỉ có một hoặc hai cá nhân mang trong mình dòng máu chúa hề kế thừa từ vị thần Trash Talk mà thôi. Còn ở Loki, chúng ta có cả một đội hình gồm toàn những truyền nhân thứ thiệt của ông tổ ngành sủa giờ. Từ Artifact, Celebrity, Venus cho tới DNK đều từng có nhiều hơn một lần khiến đối thủ phải run sợ về sức sát thương từ đôi môi của họ. Nếu không tính những màn khẩu chiến phỏng tay trên mạng xã hội, thì Loki Esports thời điểm đỉnh cao, cả về phong độ thi đấu lẫn khả năng múa lưỡi đó, đã có trên dưới cả trăm pha Trash Talk xứng đáng lọt vào ngôi đền huyền thoại Trash Talk.
Không cần nhắc thì có lẽ ai cũng nhớ ra rằng cuộc khẩu chiến hấp dẫn nhất mà binh đoàn của Loki từng thực hiện là trong trận siêu kinh điển đối đầu với đội quân áo vàng đen của thủ lĩnh Cóc. Những lời lẽ đầy đanh thép mà các thành viên của Loki thể hiện trong chuyên mục Trash Talk tâm điểm năm nào đã đẩy sức nóng của cặp trận mở màn lên đến nhiệt độ của núi lửa phun trào. Bao nhiêu sự quan tâm của cộng đồng fan hâm mộ đã đổ dồn vào buổi tối định mệnh đó. Chỉ có một kẻ chiến thắng cuối cùng, không có cơ hội chọn lại cho một đội nào cả. Nếu con Cóc là thần đèn thì mình sẽ là Aladdin để mình vuốt nhẹ cái đầu của con Cóc. Gam đã biết Loki, chúc mừng Gam đã quay vào ô mất lượt. Trong trận đấu sắp tới, mình sẽ biết Lee Sin và bắt đầu vòng rừng bằng việc đá vào cái đầu con Cóc. Nếu như mình còn hai điều ước thì mình sẽ ước cho Gam có được 2 trận thắng và 3 trận thắng còn lại thì mình xin nhé. Gam có muốn uống trà tua không? Mình để nhẹ Gam ba nhí nhé. Và kết quả thì chắc chắn rồi, 3-0 toàn diện dành cho Gam. Nhưng sau cùng thì Gam có cúp vô địch, nhưng Loki thì có rất nhiều sự tôn trọng và cả thương tiếc từ fan hâm mộ vì đã dũng cảm trash talk vô cùng khét để rồi sau đó té sấp mặt một cách oai hùng. Bên cạnh cú trash talk gần như là đáng nhớ nhất này của tập thể LK, đội hình hùng mạnh năm nào cũng có nhiều pha võ mồm khác cũng gắt gỏng không kém. Ở thời kỳ vắng son đó của đội tuyển, trash talk gần như là vũ khí sắc bén nhất đã giúp cho Loki Esports bơi thành công ra đấu trường thế giới. Khả năng sáng tạo, chiến thuật tài tình, di chuyển thông minh, đó là những thứ mà Gam không có. Các bạn hỏi. Chữ V trong Gam có nghĩa là vô địch. Như các bạn thấy đấy, không có chữ V nào cả. Mình thấy Hiếu Ba cũng không có gì để nói cả vì trình độ Hiếu Ba cũng giống như ba gà thôi. Rồi đủ con đỉ mẹ mày ha. Nè, mày rồi coi mày có thua không nha thằng lùng mã tử. Cuối cùng, có lẽ MGN phải nhắc lại rằng Loki dù vĩ đại ở bộ môn Trash Talk nhưng đó cũng chỉ là một tập thể vĩ đại thôi. Còn nếu phải trao danh hiệu ông hoàng gái giờ thì đó phải là Jeros aka chúa tể Trash Talk, hoàng tử sơ tinh, vua lờ đờ và thần ca khịa kiêm rapper John Phạm. Xuất phát điểm là con của một gia đình đông anh em có truyền thống làm game thủ và cũng thường xuyên vướng vào nhiều lùm xùm bên ngoài sân thi đấu. Không hề khó hiểu khi Jeros không trong sạch được bao lâu mà nhanh chóng bị chạm đến bởi bàn tay của ác quỷ. Trong suốt nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao, không ít lần Jeros nhận án phạt từ ban tổ chức giải vì những lý do hết sức là nhảm nhí. Qua những lần cọ sát với dư luận đó, cộng thêm phong cách thi đấu cực kỳ tự tin và tài nghệ thượng thừa, đứng trong hàng top đầu Liên minh Huyền thoại Việt, Jeros dần đã hình thành một khả năng trash talk cực kỳ đẳng cấp mà có rất ít tuyển thủ VCS có thể sánh vai. Dù phần nhiều Jeros từng một thời hủy diệt khu vực đường trên VCS bằng kỹ năng và tư duy thi đấu rất đáng nể, nhưng một phần nào đó, khả năng mồm mép của Lộc Lerder cũng là nhân tố quan trọng giúp cho Jeros có thể trên cờ đối thủ về mặt tâm lý ngay từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu. Mỗi khi chạm trán với những kẻ thù mà anh thường bị so sánh, Ma Vương luôn hoàn thành tốt công việc đánh bại họ toàn diện cả về mặt trash talk lẫn khi đối đầu trực tiếp trên sân. Dù đôi lúc có sẩy chân và trở thành chú hề cũng bởi các pha gáy quá dơ của mình, nhưng tổng kết lại, chắc chắn Ma Vương Jeros sẽ luôn là một trong những thánh trash talk vĩ đại nhất mà Liên minh Huyền thoại Việt Nam từng sản sinh ra. Với những nỗ lực cố gắng phấn đấu của Sitak trong thời gian gần đây để tìm lại chính mình thì thực sự em rất là nể phục. Và phần hưởng xứng đáng của anh ấy tại mùa giải này sẽ là top 2. Tỷ số chung cuộc lần này không phải 3-0 dành cho Phong Vũ mà dựng chặt cái đầu. Mọi người thường hay so sánh Đại Đế với Ma Vương, nhưng thực sự thì em cảm thấy không có cưng. Đại Đế thì suốt ngày đi việc không độ, Ma Vương thì lúc nào cũng ở trên đỉnh. Trứng rán cần mở, bắp cần bơ, muốn thắng được tớ, cậu nằm mơ. Tỷ số chung cuộc lần này không phải 3-0, em nghĩ game. Ai chưa biết thì bull xuất thân từ lò đào tạo của Ma Dương cho nên đánh với em ấy mình chỉ dùng một tay thôi. Gam thật sự ngu ngốc, bảo vệ Jeros cũng không xong, lỡ làm Jeros không, thế thì còn xứng đáng hay không dành cho Evos. Trash Talk thường sẽ mang lại hương vị hài hước và đôi chút nóng nảy và khiêu khích nhau từ các tuyển thủ. Nhưng ở vị trí danh dự của video ngày hôm nay, có lẽ chúng ta sẽ tạm thời không tấu hài mà cùng lắng đọng lại một chút với hương vị của tình cảm và chia ly nhé. Câu chuyện tình buồn xảy ra vào thời điểm đầu năm 2020. Hai đội tuyển nhiều duyên nợ Gam Esports và Dashing Buffalo gặp nhau lần đầu tiên trong mùa giải. Họ tuy có nhiều xáo trộn trong đội hình, nhưng vẫn là những đội tuyển mạnh đủ sức cạnh tranh cho chức vô địch. Vì thế cặp đối đầu này dĩ nhiên là sẽ cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó có một sự thật mà ai cũng biết, đó là lần đầu tiên trong thế kỷ này, Piccolo và Palette cùng thi đấu nhưng ở hai màu áo, hai chiến tuyến khác nhau. Từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp nhiều năm về trước, cặp đôi này chưa từng rời xa vòng tay của nhau, họ cũng đã sát cánh qua bao năm bao tháng thăng trầm, nếm trải tất cả cay đắng lẫn vinh quang trong màu áo Buffalo. Trong quá khứ, Piccolo chỉ chơi với một support là Palette, còn Palette chỉ có Piccolo là xạ thủ của mình. Cả hai tượng trưng không thể tách rời, cuối cùng vẫn bị vòng xoáy của vinh quang và danh vọng chia xa. Kết thúc năm 2019, Piccolo vẫn ở lại gây dựng đội hình mới với Buffalo, trong khi Palette gia nhập Gam Esports để thỏa lấp tham vọng vô địch VCS thêm nhiều lần nữa. Ngày gặp lại, Piccolo và Palette không ai cảm thấy vui,
Không ai trong số họ muốn phải tự tay hạ sát người đồng đội thân thiết nhất đã gắn bó của mình suốt bao nhiêu năm qua. Nghe những lời Piccolo dành cho Palette trong cuộc khẩu chiến trước trận, đó không còn là trash talk nữa, mà người xem chỉ còn cảm nhận được nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt và giọng nói đau đớn của Piccolo. Đó là sự dằn vặt giữa tình xưa nghĩa cũ mâu thuẫn với khát khao chiến thắng, mang về những điểm số cần thiết cho đội. Palette à, mày ở bên đó thế nào? Sức khỏe mày có ổn không? Trong trận đấu này, tao không nỡ làm tổn thương mày. Nhưng đá sân cần chiến thắng. Kết thúc trận đấu, hầu như chẳng còn ai để tâm đến chiến thắng chung cuộc của Gam nữa, mà có lẽ khoảnh khắc Palette bước sang bắt tay Piccolo mới khiến người ta nghẹn ngào. Có lẽ đó là một trong những hình ảnh đau buồn nhất trong suốt chiều dài lịch sử của Liên minh Huyền thoại Việt Nam. Và đó cũng là kết thúc của video lần này rồi. Mọi người còn nhớ ra được pha trash talk đỉnh cao nào thì góp ý ở phần bình luận để tụi mình làm tiếp phần 2 nha. Nếu anh em thấy video này hay và bổ ích, đừng quên cho MGN Esports tụi mình một like và một subscribe nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.